Chào tất cả các em học sinh, đây là video đầu tiên trong năm mới. Thầy chúc và gia đình và các em sức khỏe, riêng em ngày càng học tốt và đạt nhiều thành công trong tương lai. Thì ở video này, thầy chia sẻ một vấn đề, đó là tích phân từng phần theo hàng dọc. Khi chúng ta áp dụng cái việc tích phân từng phần nhiều lần, từ 2 lần trở lên, thì các bạn sẽ thấy là cái hiệu quả của nó. Thì một số em gọi với cái tên khá là tượng hình, đó là việc múa cột. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về tích phân theo hàng dọc là như thế nào. Đa thức nhân cho hàm mũ từng phần 2 lần xuất hiện tích phân ban đầu, đây là lượng giác nhân cho mũ, và các em có thể thấy loga. Để trả lời cho thắc mắc là từng phần nhiều lần thì cái loga này nó có bị vướng chỗ nào hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xử lý. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem thử là tích phân theo hàng dọc chúng ta sẽ thực hiện như thế nào. Cái ý thứ nhất, cái phương pháp này nó là tích phân từng phần, như vậy thay vì chúng ta từng phần theo hàng ngang đặt u dv thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành theo hàng dọc thì nó sẽ có nhiều cái lợi thế hơn. Bên đây các bạn có thể hình dung đây là đặt u, bên đây là dv, thì chúng ta có thể hình dung bên đây chính là đạo hàm, và cái cột bên này chính là cột nguyên hàm. Như vậy cái thứ tự ưu tiên đặt u nó giống y chang. Bây giờ chúng ta bắt đầu, đây là đa thức nhân cho hàm mũ, đặt u là bằng đa thức, như vậy đặt u đây là x bình, và dv là phần còn lại, tức là chúng ta sẽ đây là 2 mũ y mũ 2 x cộng cộng 1. Chúng ta tiến hành, chúng ta đạo hàm đầu tiên đấy. Đối với đa thức thì chúng ta sẽ đạo hàm đến khi xuất hiện số 0, chúng ta sẽ dừng hai hai đạo hàm là không nguyên hàm 1/2 y mũ 2 x cộng 1. Tiếp theo chúng ta tiến hành nhân chiếu xuống, và cái hàng cuối cùng chúng ta sẽ nhân ngang và lấy nguyên hàm, đổi dấu liên tục, cộng trừ. Tiếp theo thì 63 nó sẽ bằng, các bạn hình dung chúng ta sẽ nhân xuống nhân xuống nhân xuống, và cái ý cuối cùng là chúng ta sẽ lấy nguyên hàm qua. Nhưng bởi vì ở đây các bạn hình dung là khi chúng ta nhân lại thì nguyên hàm của không thì nó chính là c, thì cái c đó nó sẽ không ảnh hưởng ở trong cái bài toán tích phân. Vì vậy cái bước cuối cùng này chúng ta sẽ không có nhân ngang, nhưng mà nếu ở đây không phải là số 0 thì chúng ta phải nhớ là chúng ta có bước là chúng ta nhân ngang. Bây giờ bắt đầu x bình, như vậy nó sẽ là 1/2 x bình nhân cho y mũ 2x cộng 1. Tiếp theo là trừ x chia 2 nhân y mũ 2x cộng cộng 1. Tiếp theo là 1/4 cộng 1/4. Không, cộng 1. Ở đây chúng ta có thể là đặt nhân tới trong y mũ 2x cộng 1 đây rồi. Ở đây chúng ta thay số 1 vào, thấy rằng chúng ta đều có y mũ mũ 3, vì lý do là đây là đều là y mũ 2x cộng 1. Chúng ta có thể nhẩm hoặc là sử dụng máy tính để tính 1/2 trừ 1/2 hết, còn lại là 1/4 y mũ 3. Tiếp theo thay số 0 vào thì ngay đây là 0, ngay đây là 0, còn lại là 1/4 y. Như vậy chúng ta kết thúc. Y sau 4, bên đây là đạo hàm với là u, và bên đây là nguyên hàm. Đây nhất lô nhị đa tam lượng tứ mũ,
Thì đây, đối với cái chuyện là lô ga với đa thất thì là đương nhiên. Còn hai cái cuối cùng là lượng giác với mũ, thì cái đặt U chúng ta có thể đặt lượng giác cũng được mà mũ cũng được. Ví dụ ở đây thầy có thể là đặt U là lượng giác, như vậy là sin x ha, đây là y mũ 2x cộng cộng 1. Chúng ta cũng có thể là đặt đạo hàm là y mũ 2x cộng 1, thì khi đạo hàm thì con số 2 nó nằm sin nằm ở trên, còn khi ngang hàm thì nó sẽ là 1 phần 2. Nhưng nói chung là nó cũng tương đối là giống nhau. Các bạn có thể bấm dừng video và làm thử câu Y4 Y64 này. Sau đó chúng ta sẽ cùng so sánh kết quả. Chúng ta bắt đầu. Đối với hàm mũ nhân cho lượng giác, chúng ta đã biết chúng ta sẽ từng phần hai lần và sẽ xuất hiện lại cái tích phân ban đầu. Như vậy thầy sẽ tiến hành đạo hàm cũng như là lấy ngang hàm hai lần. Đầu tiên xin đạo hàm thành cos, cos đạo hàm thành trừ chi. Tiếp theo ngang hàm 1 phần 2 y mũ 2x cộng 1, 1 phần 4 y mũ 2x cộng 1, nhân chiếu xuống và bước cuối cùng là chúng ta sẽ lấy ngang hàm qua cộng trừ cộng, thì khi đó y 46 y 64 thì bằng, chúng ta được hai giá trị như đầu tiên là 1 phần 2 sin nhân cho y mũ 2x cộng 1. Tách đây 1 phần 2 sin x nhân cho y mũ 2x cộng 1. Tiếp theo là trừ 1 phần 4 cos x nhân cho y mũ 2x cộng cộng 1. Cộng 0 quy chia 2. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy nguyên hàm qua. Ở đây các bạn có thể thấy đây là trừ tích phân từ 0 đến b chia 2 sin x nhân cho 1 phần 4 y mũ 2x cộng 1. Như vậy 1 phần 4 thầy sẽ đưa ra ngoài. Và rõ ràng các bạn có thể thấy đây chính là Y64 của mình. Khi các bạn quen thì bước này chúng ta sẽ thay là trừ 1 phần 4 Y64. Như vậy chúng ta chuyển qua 1 phần 4 cộng 1 nữa thành 5 phần 4 Y64 nó sẽ bằng. Và từ đó chúng ta có được là Y64 nó sẽ bằng 4 phần bằng 5, cái giá trị chúng ta vừa tính. Giá trị này chúng ta chỉ việc là tính, chúng ta bỏ vào, như vậy là xong. Bước này thầy sẽ không làm tiếp, bởi vì bước này chúng ta chỉ việc là thay b chia 2 vào, trừ thay số 0 vào. Còn ở đây nó đã là trừ 1 phần 4 y 64, chúng ta chuyển qua là thành 5 phần 4. Như vậy chúng ta kết thúc hoàn toàn dựa trên cái nguyên tắc của tích phân từng phần. Chỉ có điều khi chúng ta từng phần theo hàng dọc hay gọi là múa cột thì cái việc trình bày nó sẽ gọn hơn và chúng ta sẽ dễ kiểm soát hơn. Ví dụ ở bài A63 thay vì là x mũ 2 mà thầy tăng lên thành x mũ 3 hoặc x mũ 4 thì chúng ta từng phần theo hàng dọc như thế này rất là thuận tiện. Chúng ta tiếp tục. Có vấn đề gì chưa rõ hoặc là cần trao đổi thì các bạn hãy để lại một bình luận bên dưới video. Và tuần sau thầy sẽ trở lại với loạt video về tích phân cũng như là hình học OXYZ. Và thời gian vừa rồi thầy ra video khá chậm, mong các em thông cảm. Chúng ta tiếp tục Y65 tại Y66. Những dạng như thế này hoàn toàn chúng ta có thể chuyển thể về trắc nghiệm, và những bài như thế này hoặc là những bài có thể là giống như là ví dụ 4 nhưng mà bài ẩn, thì khi đó cái việc chúng ta sử dụng Casio là việc nó sẽ không có thuận lợi bằng chúng ta làm trực tiếp. Và Y65 trả lời cho câu hỏi là đa thức nhân cho loga thì chúng ta có thể từng phần theo hàng dọc được hay không. Chúng ta bắt đầu ở đây loga mũ 2, như vậy chúng ta phải từng phần hai lần. Cột này là cột đạo hàm, cột này là cột ngang hàm, đây là loga nhân đa thức thì là nhất lô nhị đa.
Lần đầu mình đi. Lần thứ hai là phần còn lại như vậy, đó là số 1. Chúng ta bắt đầu. Chúng ta đào hàm lần thứ nhất. Như vậy nó sẽ xuất hiện là hai lần LNX nhân cho lần là đào hàm, tức là một phần bằng x. Tiếp theo nguyên hàm. Ở đây nguyên hàm của x là nguyên hàm của một là x. Thì bước này chúng ta phải có một bước đệm, thầy sẽ để trong ngoài. Tức là gì? Tức là chúng ta chuyển cái một phần x qua bên này. Như vậy bước đệm của mình là hai lần lần là x, một phần x nhân x thì ngay đây nó sẽ còn là số số 1. Các bạn cứ từng phần theo hàng ngang thì các bạn sẽ thấy được là lý do vì sao thầy sẽ làm thêm cái bước chuyển này. Tiếp tục hai lần lần là x, chúng ta đào hàm như vậy nó sẽ là hai phần x nguyên hàm của một thì đây là x. Tới đây nếu thích thì chúng ta lại làm thêm một bước chuyển nữa, là chúng ta chuyển một phần x qua bên này thì sẽ đến vị trí này. Còn nếu không thích thì chúng ta có thể là dừng lại ở đây và chúng ta nhân ngang qua. Thầy đưa lại cho em xem cái chuyện chúng ta từng phần thi hàng dọc, chúng ta có thể dừng lại ở bất kỳ bước nào. Khi chúng ta dừng lại thì chúng ta sẽ nhân ngang, chúng ta lấy tích phân, nhân ngang và lấy tích phân. Ở đây bởi vì đây là số 0 nên cái việc chúng ta tích phân của số 0 thì ra C, nên nó sẽ không có ảnh hưởng trong việc chúng ta tính. Nhưng mà chúng ta có thể dừng lại ở bất cứ lúc nào. Ví dụ đây các em có thể dừng lại ở bước này, nhưng mà thầy sẽ làm thêm một bước nữa để cho các em xem. Ở đây chuyển một phần x qua bên này thì ngoài số 2, một phần x nhân x thì ngoài số số 1. Và nếu đề hàm tiếp thì ngay đây nó sẽ là số số 0, nguyên hàm của một nó sẽ là x. Bây giờ chúng ta bắt đầu hình dung. Đầu tiên ở đây ngang chỉ số, tiếp theo chúng ta chuyển qua bước đệm, từ bước đệm này chúng ta nhân chỉ xuống. Tiếp theo chúng ta chuyển qua bước đệm, nhân chỉ xuống. Và ở đây nhân ngang, từ ở đây là nguyên hàm của không thì nó là C, thì chúng ta sẽ không có làm thêm cái bước là chúng ta nhân ngang. Như vậy dấu cộng trừ cộng. Như vậy đối với bài loga thì khi đó chúng ta phải có thêm bước đệm, và chúng ta từ bước đệm chúng ta nhân chỉ xuống, từ bước đệm nhân chúng ta nhân chỉ xuống, đây là hàng số 1. Đây là hàng số 1, các bạn có thể thấy đây là hàng số số 2, hàng số 3, hàng số 4, hàng số 5 và hàng cuối cùng. Thì khi đó Y65 của chúng ta mình sẽ bằng đầu tiên nhân xuống sẽ x nhân cho ln bằng x. Tiếp theo trừ 2x nhân cho ln x. Tiếp theo đây nó sẽ là cộng 2 cộng 2x. Cộng từ 1 đến à, chúng ta ráp vào ln y nó sẽ là 1, thì ngay đây sẽ là y trừ cho 2y, ở đây cộng cho 2y, như vậy nó sẽ còn là y. Chúng ta thay số 1 vào ngay đây là 0, 0. Như vậy nó sẽ là trừ, trừ 2. Như vậy đáp số cuối cùng của chúng ta là y trừ 2. Tôi sẽ kiểm tra lại để cho các bạn thấy. 1, đây là y bằng, chúng ta chờ một tí xíu, đây là 0,718 y trừ 2 0,718, thì các bạn có thể thấy đối với bài loga chúng ta có thêm bước đệm. Các bạn cứ ghi ra giấy và chúng ta thử một vài bài thì các bạn sẽ thấy. Ví dụ 4,
Ví dụ 4 này, hoàn toàn người ta có thể chuyển thể về trắc nghiệm và yêu cầu tính tổng với 4 phương án ABCD. Thầy làm nhanh, đầu hàng. Bên đây là đầu hàng, đây là đa thức nhân cho mũ như vậy x cộng 1 tất cả bên y mũ 2 x cộng 1. Đây là đa thức, thầy sẽ đại hàm đến khi xuất hiện số 0. Trong quá trình tính toán, đôi khi gặp phải một vài sai sót. Nếu các bạn phát hiện thì các bạn hãy để lại một bình luận bên dưới video. Cộng trừ cộng trừ, bởi vì đây là số 0 nên thầy sẽ không có thể làm thêm cái bước này, thì sau 6 nó sẽ bằng nhân chiếu xuống, nhân chiếu xuống, nhân chiếu xuống. Các bạn có thể thấy nó đều có chung là y mũ 2 x cộng 1. Như vậy thầy có thể đặt y mũ 2 x cộng 1 lên rồi. Và trong này nó sẽ còn lại là 1 phần 2 x cộng 1 bên. Tiếp theo, trừ x cộng 1 chia 2. Tiếp theo, cộng x chia 4. Như vậy không cần phải đóng một vuông ở đây. Từ 0 đến 1 và đầu tiên chúng ta thay số 1 vào, nó sẽ là y mũ 3. Thay số 1 vào, ở đây đây là 2, bình là 4, 4 chia 2 là còn một số 2, 2 đây trừ 1 còn là 1, 1 cộng cho 1 phần 4 nữa là 5 phần 4. Như vậy là y mũ 3 nhân cho 5 phần 4. Tiếp theo chúng ta thay số 0 vào thì ngay đây sẽ là 1 phần 2 trừ 1 phần 2 hết. Đây là 1 phần 2 trừ 1 phần 2. Thì ngay đây nó sẽ là 0. Như vậy nó sẽ còn lại là y mũ 3 nhân cho 5 phần 4. Ở đây thầy có một sự nhầm lẫn. Ở vị trí này đạo hàm nó chỉ còn lại là số số 2. Thầy nhầm lẫn. Như vậy ở đây nó chỉ là 1 phần 4. Như vậy chúng ta thay lại. Thì cái ý đầu chúng ta thay số 1 vào thì nó cũng sẽ được đáp án này. Tiếp theo chúng ta thay số 0 thì đây là 1 phần 2 trừ 1 phần 2 hết, còn lại 1 phần 4. Như vậy chúng ta sẽ là trừ 1 phần 4 nhân cho y mũ 1. Thì từ đó chúng ta suy ra m của chúng ta nó sẽ bằng 5 phần 4 và n là bằng trừ 1 phần 4. Cộng lại đáp án của chúng ta 5 phần 4 cộng cho trừ 1 phần 4 là 4 phần 4, như vậy bằng 1. Chúng ta xong ví dụ số 4. Ở đây thầy có sự nhầm lẫn. Đầu hàm là 2 x cộng 1, tiếp theo là đầu hàm một lần nữa thì nó sẽ còn là số 2, đầu hàm lần nữa ra số 0. Chúng ta có hai bài tập từ lượng. Đây là đa thức bậc 2 nhân cho lượng giác thì chúng ta sẽ từng phần 2 lần. Như vậy chúng ta sẽ từng phần thêm hàng dọc thì nó sẽ thuận lợi hơn. Bài này là đa thức nhân cho loga thì thật ra chúng ta chỉ từng phần một lần là xong. Nếu thích thì các bạn hãy từng phần thêm hàng dọc để rèn luyện cái công thức của mình. Các bạn tìm thêm một số bài tập hoặc là các bạn chỉ cần lấy những bài tập học ở trên lớp, chúng ta tiến hành từng phần thêm hàng dọc như thế này để rèn luyện cái kỹ năng. Ví dụ như câu Y66, nếu chúng ta cố tình gượng ép bấm máy tính thì vẫn được, nhưng đương nhiên nó sẽ không thuận lợi bằng chúng ta làm trực tiếp như thế này. Khi m với n nó khá là lẻ thì việc chúng ta dò bằng máy tính nó trở nên nó sẽ khó khăn hơn. Nếu m với n là nguyên thì ta có thể dò máy tính nó dễ dàng hơn. Và sau này thầy sẽ có thêm một vài video nói về việc chúng ta sử dụng Casio. Hai bài tập tự luyện. Đây là video đầu năm mới. Chúc tất cả các em vui và học tốt.
Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.